Ngày nay thì chúng ta đều biết là hạt electron mang điện tích âm và chuyển động xung quanh hạt nhân mang điện tích dương. Và người đã phát hiện ra điều này chính là Joseph John Thomson. Ông không chỉ là một nhà khoa học vĩ đại mà còn được người đời nhớ đến là một nhà sư phạm lỗi lạc vì đã có công đào tạo ra nhiều học trò xuất sắc từ phòng thí nghiệm Cavendish để giành hàng loạt giải Nobel danh giá. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Joseph John Thomson, người phát hiện ra electron, người thầy vĩ đại của vật lý thế giới. Có tố chất thông minh từ nhỏ. Joseph John Thomson sinh ngày 18 tháng 12 năm 1856 tại Chatham Hill, Manchester, nước Anh. Mẹ ông xuất thân từ một gia đình dệt may địa phương, còn cha ông là người điều hành một cửa hàng sách cổ do ông nội để lại. Chính hiệu sách ấy đã đem lại cho Thomson một lượng kiến thức đáng kể. Ông còn có một người em trai nhỏ hơn 2 tuổi, tên là Frederick Vernon Thomson. Ngay từ nhỏ, Joseph John Thomson đã tỏ ra thông minh xuất chúng và thể hiện sự quan tâm của mình đối với khoa học. Năm 1870, ông được nhận vào học tại trường cao đẳng Owens College ở Manchester, nay là Đại học Manchester, khi mới chỉ 14 tuổi, độ tuổi khá nhỏ để vào học tại ngôi trường danh giá này. Sau này, cha mẹ Thomson dự định đăng ký cho ông làm kỹ sư tập sự ở Sharp Stewart & Co, một nhà sản xuất đầu máy, nhưng những kế hoạch này đã bị bãi bỏ khi cha ông mất vào năm 1873. Sau biến cố, Joseph John Thomson chuyển đến Trinity College, Cambridge vào năm 1876. Đây là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất của Cambridge, từng đào tạo ra 31 người nhận giải Nobel, 5 người nhận giải Fields và 6 thủ tướng Anh. Nhiều danh nhân từng học và làm việc ở đây như Isaac Newton, Niels Bohr. Sau 4 năm theo học ở Trinity College, Thomson nhận bằng cử nhân toán hạng nhất vào năm 1880, sau đó nhận bằng thạc sĩ toán với giải Adam của khoa toán Cambridge năm 1883. Đến năm 1884, ông trở thành giáo sư vật lý tại Đại học Cambridge. Thomson kết hôn với Rose Elizabeth Paget, con gái của Sir George Edward Paget, giáo sư vật lý của Đại học Cambridge vào năm 1880. Ông có hai người con là George Paget Thomson và John Paget Thomson. Một trong những thành tựu lớn nhất của Thomson cho khoa học hiện đại chính là tài năng giảng dạy thiên tài của ông. 7 người trợ lý nghiên cứu cũng như con trai ông đều giành được giải Nobel vật lý. Giáo sư vật lý danh giá. Năm 1884, lãnh đạo phòng thí nghiệm Cavendish là Lord Rayleigh đã từ chức để chuyển sang giữ chức vụ giáo sư triết học tự nhiên của Cambridge. Thomson đã nộp đơn ứng cử vào vị trí thay thế. Chỉ đúng một tuần sau, ông đã được bổ nhiệm và trở thành giáo sư vật lý Cavendish thứ 3 của phòng thí nghiệm Cavendish. Sự kiện này gây ra ngạc nhiên lớn đối với những người đang làm việc ở Cavendish và Cambridge vì ai cũng nghĩ Richard T. Claysbrook sẽ được bổ nhiệm. Bởi người này thì có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn Thomson, thế nhưng lãnh đạo Viện Đại học Cambridge không nghĩ như nhiều người và Thomson chứng minh cho họ thấy quyết định lựa chọn ông là hoàn toàn đúng đắn. Trên cương vị của mình, Joseph John Thomson quan tâm tới khoa học, toán học, vật lý học và đặc biệt là những lý thuyết mới về nguyên tử và đã có những công trình nghiên cứu đầu tiên về chúng. Tác phẩm của Thomson về chuyển động của các vòng xoáy từng đạt được giải thưởng cho thấy sự quan tâm lớn của ông đối với cấu trúc nguyên tử. Trong đó, Thomson đã dùng toán học để mô tả các chuyển động của nguyên tử xoáy. Đồng thời, Joseph John Thomson cũng xuất bản một số bài báo đề cập đến cả các vấn đề toán học và thực nghiệm về điện tử. Ông đã kiểm tra lý thuyết điện từ ánh sáng của James Clerk Maxwell, đưa ra khái niệm khối lượng điện từ của hạt điện tích và chứng minh rằng một vật tích điện chuyển động rõ ràng sẽ tăng khối lượng. Sau này, phần lớn công việc của Thomson là tiếp tục dùng toán học để nghiên cứu về vật lý, đặc biệt là lĩnh vực điện từ. Những khám phá và nghiên cứu được ông đúc kết dưới dạng văn bản và được xuất bản dưới dạng sách có thể kể đến như cuốn Ứng dụng của động lực học đối với vật lý và hóa học năm 1888. Trong tác phẩm này, Thomson đề cập đến sự biến đổi năng lượng theo thuật ngữ toán học và lý thuyết, cho thấy rằng tất cả năng lượng có thể là động năng. Cuốn sách tiếp theo của ông mang tên Ghi chú về các nghiên cứu gần đây về điện và từ tính năm 1893 được xây dựng dựa trên chuyên luận về điện và từ của Maxwell và đôi khi được gọi là tập thứ 3 của Maxwell. Trong đó, Thomson nhấn mạnh các phương pháp vật lý và thử nghiệm bao gồm các số liệu và sơ đồ mở rộng của bộ máy, sự truyền điện qua các chất khí. Những tác phẩm của Joseph John Thomson đặc biệt được giới yêu khoa học thời kỳ đó chú ý, khiến ông có động lực cho xuất bản cuốn sách thứ 3 mang tên Các yếu tố của lý thuyết toán học về điện và từ tính năm 1895. Đây là cuốn sách được đánh giá dễ đọc, dễ hiểu, dành cho mọi đối tượng tìm hiểu khác nhau, thậm chí nó phổ biến tới mức được coi là một dạng của sách giáo khoa.
Sau này, Joseph John Thomson ghi dấu ấn bằng một loạt 4 bài giảng trong chuyến viếng thăm Đại học Princeton năm 1896. Những bài giảng ấy sau đó đã được xuất bản với cái tên Xả điện qua khí năm 1897. Đồng thời, ông cũng đã trình bày một loạt 6 bài giảng tại Đại học Yale vào năm 1904. Với những đóng góp đó, Thomson được coi là nhà khoa học có tiếng thời bấy giờ. Khám phá ra điện từ, phát kiến mang tính lịch sử. Trước đó, một số nhà khoa học như William Brown và Norman Lockyer cho rằng các nguyên tử được xây dựng từ một đơn vị cơ bản, và họ đã hình dung ra đơn vị này có kích thước của nguyên tử nhỏ nhất, được gọi là hydro. Thế nhưng năm 1897, Joseph John Thomson đã trở thành người đầu tiên cho rằng một trong những đơn vị cơ bản của nguyên tử có kích thước nhẹ hơn 1.000 lần so với nguyên tử hydro, ngày nay chúng ta gọi là hạt electron. Thomson đã khám phá điều này thông qua những nghiên cứu của ông về tính chất của tia cathode. Ông đã công bố nghiên cứu chính thức của mình vào ngày 30 tháng 4 năm 1897, sau khi phát hiện ra rằng các tia cực âm, thời điểm đó gọi là tia Leonard, có thể truyền đi xa hơn trong không khí so với dự kiến đối với một hạt có kích thước nguyên tử. Sau đó, Thomson ước tính khối lượng của tia cathode bằng cách đo nhiệt lượng được tạo ra khi các tia chạm vào một điểm đối nhiệt và so sánh điều này với độ lệch từ của tia. Các thí nghiệm của Thomson cho thấy không chỉ các tia cực âm nhẹ hơn 1.000 lần so với nguyên tử hydro, mà khối lượng của chúng còn giống nhau trong bất kỳ loại nguyên tử nào. Joseph John Thomson đi tới kết luận rằng các tia sáng bao gồm các hạt mang điện tích rất nhẹ là một khối nguyên tử xây dựng phổ quát. Ông gọi đó là các hạt corpuscles, nghĩa là tiểu thể. Thế nhưng các nhà khoa học thời đại đó lại thích cái tên là electron, được đề xuất bởi George Johnstone Stoney vào năm 1891, trước khi phát hiện của Thomson ra đời. Một tháng sau thông báo của Thomson về electron, ông nhận thấy có thể làm chệch hướng các tia một cách đáng tin cậy bằng một điện trường nếu sơ tán ống phóng đến áp suất rất thấp. Bằng cách so sánh độ lệch của chùm tia cathode bằng điện trường và từ trường, Thomson đã thu được các phép đo mạnh hơn về tỷ lệ khối lượng điện tích, xác nhận các ước tính trước đây của mình. Đây là phương tiện cổ điển để đo tỷ lệ điện tích trên khối lượng của electron. Thomson tin rằng các electron xuất hiện từ các nguyên tử của khí vi lượng bên trong các ống tia âm cực của mình. Do đó, ông kết luận các nguyên tử là số chia hết và các electron là khối xây dựng của chúng. Năm 1904, Thomson đề xuất một mô hình nguyên tử, đưa ra giả thuyết rằng đó là một khối vật chất tích cực, trong đó lực tĩnh điện xác định vị trí của các electron. Để có thể giải thích cho hiện tượng điện tích trung tính của nguyên tử, thì ông đã đề xuất rằng các electron được phân phối trong một biển tích điện dương, và các electron được nhúng trong điện tích dương giống như là những hạt nho khô được nhúng trong chiếc bánh pudding. Tuy nhiên, chúng không đứng yên một chỗ mà quay quanh rất nhanh. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Nền tảng cho những phát kiến lớn. Phát hiện lịch sử của Thomson đã tạo bước tiến trong việc hiểu bản chất của vật chất. Nó chính là nền tảng để cho E. Rutherford, học trò của ông, cũng là người kế nhiệm chiếc ghế giáo sư ở Cavendish, xây dựng mô hình hành tinh nguyên tử, và con trai ông, nhà vật lý học George Patrick Thomson, phát hiện ra hiện tượng nhiễu xạ điện tử hơn 30 năm sau đó, 1927, cũng dựa vào nền tảng phát kiến của cha mình. Dựa trên nghiên cứu về điện tử, Thomson đã chứng minh rằng nguyên tử hydro chỉ có một điện tử. Bên cạnh đó, ông còn xây dựng khối phổ kế Mass Spectroscopy, qua đó phát hiện ra hiện tượng đồng vị hóa học vào năm 1912. Nghiên cứu về điện tử của Thomson đã trở thành nền tảng quan trọng cho hoạt động nghiên cứu ở phòng thí nghiệm Cavendish sau này, với việc tạo ra những đóng góp lớn trong việc tìm hiểu cấu trúc của nguyên tử. Học trò của Thomson là Rutherford đã thực hiện thí nghiệm dùng chùm hạt alpha bắn phá một lá vàng, rồi qua đó khẳng định nguyên tử gồm hai thành phần, hạt nhân mang điện tích dương và các điện tử quay quanh hạt nhân như các hành tinh quay quanh mặt trời. Mô hình này được gọi là mô hình hành tinh nguyên tử. Năm 1932, dưới sự hướng dẫn của E. Rutherford, một nhà nghiên cứu khác của Cavendish là James Chadwick đã phát hiện ra nơ trong một hạt không mang điện tích, một thành phần của hạt nhân nguyên tử. Nhà sư phạm lỗi lạc. Song song với cương vị một nhà khoa học xuất chúng, có thể coi Thomson là một nhà sư phạm lỗi lạc. Thời gian ông lãnh đạo Cavendish là thời gian mà Cavendish lần đầu tiên thu hút sinh viên từ các nơi khác đến học nhờ chính sách mở thông qua việc tham gia nghiên cứu khoa học. Cũng chính thời gian này, Cavendish lần đầu tiên cấp bằng tiến sĩ. Nhiều sinh viên xuất sắc đã tham gia nghiên cứu và rất nhiều trong số họ sau này đã trở thành những nhà vật lý xuất sắc, tạo ra trường phái vật lý Cavendish.
Có tới 17 sinh viên do ông hướng dẫn trở thành những nhà vật lý lừng danh và 7 người trong số họ đã giành giải Nobel danh tiếng, bao gồm Ernest Rutherford, Nobel hóa học năm 1908, William Lawrence Bragg, Nobel vật lý năm 1915, Charles Glover Buckler, Nobel vật lý năm 1917, Niels Bohr, Nobel vật lý năm 1922, Francis William Aston, Nobel hóa học năm 1922, Charles T.R. Wilson, Nobel vật lý năm 1927, Owen Richardson, Nobel vật lý năm 1928. Có lẽ rằng chưa từng có người thầy nào trong lịch sử từng hướng dẫn tới 7 sinh viên giành giải Nobel như Thomson. Cả con trai ông là George Paget Thomson cũng được trao giải Nobel vật lý năm 1937 do phát hiện ra hiện tượng nhiễu xạ điện tử trên các tinh thể niken, một hiện tượng khẳng định tính chất sống của điện tử, một tính chất trái ngược lại với tính chất hạt trong nghiên cứu của Thomson. Thomson đã giữ vị trí giáo sư vật lý Cavendish 35 năm, từ 1884 đến 1919, sau đó thôi lãnh đạo để chuyển sang làm hiệu trưởng của Trinity College cho đến khi qua đời vào năm 1940. 35 năm dưới sự lãnh đạo của Thomson, phòng thí nghiệm Cavendish đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều nhà khoa học xuất chúng được đào tạo. Sau này thì hai học trò của ông là Rutherford và William Bragg đã giữ vị trí giáo sư do ông để lại và tiếp tục đưa Cavendish phát triển mạnh với những công trình nghiên cứu liên quan đến nhiều lĩnh vực và tác động mạnh tới nhân loại. Có thể nói đây là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Và tất nhiên để có được điều đó, chúng ta không thể quên được công của Joseph John Thomson. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.